thả lưới các bạn ơi. Nay lên sông thả lưới sớm, thả con nước rồng sáng này coi sao. Tiếp tục là hai tay lưới. Giờ bắt đầu mình cuốn lưới thôi. Nay trời gió quá không biết cá mắm sao đây nè. Ở nhà thấy im gió mà lên đây gió quá gió. Sáng biết gió ở nhà khỏe. Thường thường mấy trời gió gió thả hay chết. Bữa nào im gió mới ngon. Thôi kệ. Chứ không lẽ hai tay không đủ cá ăn sao? Hai phản đầu thấy chất quất rồi đó. Ngon quá. Chết luôn. Nay thả tuốt ngoài đây luôn bạn ơi. Nước nó trôi mi ngoài đây luôn. Tay kia nằm tuốt chảnh. Chưa thấy cá. Cá đầu tiên. Cuốn nữa ta lớn mới được con à. Chết luôn rồi. Đây một con đầu tiên. Đồ. Con thứ hai. Bề dính luôn. Thế đâu dính đầu bên đây rồi sao? Làm lía lịa. Chân chục ngoài con thấy im rồi. Một em cá rảnh. Quất luôn. Cuốn ta lưới có mấy con cá luôn. Hình như 3-4 con vậy. 3 con. Thua luôn.
xong một tay nhanh gọn lẹ. Mấy con? 3 con. 3 con. Ok, lại tay kia bạn ơi, thua rồi. Tiếp tục tay thứ hai các bạn ơi, hy vọng tay này dính được dạng cá bự chứ nhiều cá không có rồi. Nước này nhiều cá là thua rồi đó. Con 2 con bự bự là mừng rồi. Cá bự, cá bự vậy mới được chứ. Đợi chờ nãy giờ đây một em mày chinh bự luôn. Vô mày dính chừng 3 con vậy nó được rồi, dư bữa cơm sáng rồi. Thank you.
Nay thua bạn ơi, thất thủ rồi. Hai tay lưới có mấy con cá à, đủ bữa cơm sáng à. Rách lưới nữa, tay lưới một hoàng đó nó bị xà lan chém chặt, đứt hai viền phao nữa rồi. Thua luôn rồi, tay đó giờ cục cắt luôn rồi. Ok, có cá cũng được. Hình như nãy được mấy con ta, hình như ba, ê, hình như năm con nữa vậy á. Đừng nói đúng số 5 quyền thoại nữa nha, chết luôn á. Tay ba màng ba con, tay này một con, hai con. Rồi rồi rồi, 5 con thiệt, nội ơi. Số rồi, tới số rồi. Khui hàng. Ủa? Ừ, 5 con đúng luôn bạn ơi, 5 con. Nay dính chưởng rồi, dính lại số quyền thoại năm xưa rồi. Ám ảnh nữa rồi. Chết luôn rồi. Năm nay thả dạo lưới này là tệ nhất luôn á. Hai dạo, hai tay có 5 con à. Nãy lên thả xong tay lưới thấy gió qua thấy nghi nghi rồi. Mà cũng được. Con này cũng bự, con này kho lạc cũng ngon rồi. Kho lạc rau sống cũng im ha. Gió quá gió luôn bạn ơi. Sáng nước im gu à, trời không gió. Lên thả xong tay lưới gió kéo tới nó gồi nghi vậy. Chết thiệt, chết thiệt. Rồi cũng đủ ăn cũng được. Năm em 40 mày dinh nhưng em cái rảnh nhỏ. Có cái rảnh nè. Nó nhỏ chứ cũng không nhỏ đâu, cái này bự rồi. Bị dinh. Rồi con này trọng trọng cũng được. Con lạc rau sống. Còn mấy con này chiên giòn, đủ bữa cơm sáng. Ba bông lau khô khô. Khô khô nướng. Rồi, rồi. Buổi sáng cũng có cá. Vớt ít quá. Vớt ít quá chưa sướng rồi. Vớt phải nhiều nhiều nó mới sướng. Trời giấc này bạn ơi, chở gió gió lên, mây mù kéo đến. Sáng mà gió sớm sớm ở nhà nghỉ khỏe. Làm hai lên dính 5 cá, đủ bữa cơm, hư tà lứ.